Nhân dịp quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, nhiều hoạt động sôi nổi cũng đã được các cấp hội trên địa bàn thành phố tổ chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trường Phước Ninh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tưởng niệm những người con của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phong trào do Đảng, chính quyền thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động. Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức trao quà cho nữ đoàn viên, người lao động đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Món quà mang ý nghĩa động viên chia sẻ với các nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí được trích từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động quận. Gần 200 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang tổ chức tuần hành phát động kêu gọi quỹ trợ dưỡng trẻ em mồ côi bị tác động bởi COVID-19 và các nguyên nhân khác, không chỉ hỗ trợ thường xuyên hàng tháng trong thời gian 5 năm cho 6 trẻ mồ côi từ năm 2023 đến năm 2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và 14 chi hội phụ nữ thôn cam kết nhận đỡ đầu cho 20 trẻ em mồ côi khác với tổng kinh phí 120 triệu đồng, vận động các tổ chức cá nhân cùng chung tay giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Vừa là người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng của bệnh xá công an thành phố Đà Nẵng suốt 2 năm qua đã miệt mài chiến đấu với dịch COVID-19, đặc biệt với những nữ y bác sĩ điều dưỡng viên chặng đường dài chống dịch đầy gian nan vừa qua, có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng bằng ý chí và nghị lực vượt lên tất cả, những chiến sĩ áo trắng vẫn miệt mài, tận tâm căng mình góp phần cùng lực lượng công an thành phố tham gia hiệu quả vào công tác khống chế và đẩy lùi đại dịch của thành phố. 2 năm vừa qua, với đội ngũ cán bộ y tế, bệnh xá công an thành phố là chuỗi ngày lao vào các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch không ngơi nghỉ. Sớm đến khuya, những chiến sĩ mang hai màu áo tất bật với công việc, từ lấy mẫu xét nghiệm cho đến làm nhiệm vụ trong khu cách ly điều trị COVID. Trong số 17 cán bộ y tế, có tới 14 cán bộ nữ. Vì vậy, công việc được chia đều cho tất cả các thành viên của đơn vị. Khó khăn dễ nhận thấy nhất của chị em phụ nữ chúng tôi là vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, vừa làm vợ trong gia đình, lại vừa hoàn thành các công việc không kém gì các đồng chí nam giới. Và trong cái điều kiện đời sống, sinh hoạt mà gặp rất nhiều khó khăn về ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà chị em vẫn luôn động viên nhau để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Những tháng ngày tách biệt hoàn toàn với gia đình, người thân để dấn thân vào nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh với mục tiêu trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, càng phạm nhân bị nhiễm COVID-19 sớm hồi phục. Sau lưng là gia đình, phía trước là bệnh nhân, là đồng đội. Có những hy sinh mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu hết. Với cái lực lượng còn mỏng, hầu hết là nữ. Bệnh xá công an thành phố phải căng mình với nhiều mặt trận, nỗ lực làm việc với công suất cao để mà hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, với để đảm bảo được sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, để các đồng chí tham gia giữ gìn sự bình yên cho thành phố. Sức khỏe, sự hài lòng của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng luôn là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá để mỗi nữ chiến sĩ áo trắng ngày càng có thêm động lực hoàn thành trọng trách, sứ mệnh thiêng liêng, dù nhiệm vụ phía trước của họ còn rất nặng nề, khó khăn.